nhằm đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức và chuẩn bị kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện. Chiều ngày 8 tháng 8, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã chủ trì phiên họp thứ 25 của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Hoàng Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện theo hướng ngắn gọn, hiệu quả. Đại biểu cũng đánh giá cao việc tổ chức truyền thanh trực tiếp và sử dụng video clip báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thay cho việc đọc báo cáo. Tiếp đó, hội nghị đã thông qua các dự thảo văn bản chuẩn bị cho cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về kết quả thực hiện các kết luận, các phiên họp chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ 3, thứ 10 và các phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo kết luận, phiên giải trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện.